Bây giờ lựa cái cục sạc, cốc sạc các bạn nha. Thì thấy cái mẫu ho co này nè, thấy nó có nhiều cái cũng hấp dẫn để coi. Nó có cái chỉ số đèn led báo điện áp các bạn. Chúng ta sạc, ví dụ sạc cái thiết bị nào á, bao nhiêu ampe nó hiện lên ha. Rồi chỉ số báo thông minh nó dành cho iPhone, iPad luôn nè. Cái ampe hỗ trợ đầu ra là 3 ampe, nó tự auto chỉnh cái nguồn điện các bạn ha. Thì nếu mà 3 ampe tối đa thì các bạn có thể sạc một cái 1 ampe và một cái 2 ampe. 2 ampe thường thì chúng ta sạc cái dòng smartphone mà pin 3800 trở lên, 3600, 3400 cũng được ha. Thì đó mình nói về cái dung lượng pin thôi, chứ không hẳn là nó sẽ vào được 2 ampe đâu. Thường iPhone các bạn thấy không, nó mặc dù cái smartphone nó như dung lượng pin nó cao nhưng mà cái nó sạc á, cái ampe rất là thấp, thấp hơn so với mấy dòng smartphone của Android. Cái ampe chỉ số mà như cái cốc sạc của iPhone các bạn thấy ha, là do ampe thấp nên nó sạc cái nguồn điện á, nó vào nó ít nên nó không có làm quá tải cái pin á, nên nó xài lúc nào cũng bền hơn cái pin của Android. Rồi các bạn xem ha. Rồi có vài bình luận tốt. Thôi mình lấy một mẫu mà nha, màu trắng thì sợ nó dơ, lấy màu đen đi. Đang giảm rồi ha, rồi còn không tầm 7 giờ nữa mua một cái. Phí ship nhiêu ta, ship 11.000. Rồi một cái với mua cái sim hình đó. Rồi xong rồi chia sẻ các bạn luôn. Rồi xong một mẫu rồi ha. Rồi tiếp đến là mình định mua cái sim đây, sim đây, sim gói cái gói sim của Viettel mà nha. Đợt trước mình giới thiệu với các bạn là V90, mà cái V90 gói này là tổng đài hết hỗ trợ rồi. Đợt gần nhất mình mắc cái sim á, mình đi đi làm lại thì hỏi coi cái gói này có đăng ký ở số điện thoại khác được không. Tổng đài Viettel họ trả lời là không còn hỗ trợ các bạn nha, chỉ là hỗ trợ những cái gói nào mà đang sử dụng thì hỗ trợ đến hết cái thời hạn thôi, mà cái thời hạn mình không biết, chắc là chắc khả năng là cao lắm hết năm nay thôi. Bạn nào muốn mua thì chúng ta tìm cái gói V90 trên Lazada chúng ta mua, chúng ta sử dụng được tầm hết năm nay thôi, là cái gói này sẽ cắt luôn. Cái gói mình đang sử dụng thì được cái lợi thế là mỗi ngày có 2 GB các bạn ha, 20 phút gọi nội mạng Viettel. Khi gọi hết 20 phút thì chúng ta tắt máy, 19 phút 59 giây chúng ta tắt máy rồi chúng ta gọi tiếp ha, để trừ mất công là gọi lố bị trừ vào tài khoản gốc các bạn nha. Rồi thì cái gói này nó hỗ trợ cuộc gọi dưới 10 phút các bạn ha, 250 tin nhắn nội mạng, 5 GB tốc độ cao, tốc độ ngừng truy cập. Thì cái khả năng 5 GB này mình nghĩ là 5 GB của 1 tháng chứ không phải là 5 GB mỗi ngày các bạn nha. Miễn phí 15 phút gọi ngoài mạng. Thì đó các bạn thấy cái nào hợp lý thì chúng ta chọn phù hợp. Mỗi tháng thì đăng ký 90.000. 15 miễn phí 10 phút nè. 15 phút ngoài mạng và trong vòng 1 tháng. Wow, gói này chắc mình phải suy nghĩ lại để mình chọn. Có thể mình sẽ chọn Huawei hoặc Vina, nó cũng có những cái gói tương tự các bạn ha. Rồi, chia sẻ với các bạn đến đây thôi nha. Các bạn tranh thủ thôi, có mấy tiếng thôi. Chúng ta có quyết định, chúng ta chọn, chúng ta mua. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.